Vâng, em Quyết Auto xin mến chào, kính chào và quý anh em. Trở lại video clip trong buổi chiều ngày hôm nay thì em Quyết Auto xin phép các bác nhận video tiếp thị và những giới thiệu thông báo hàng về buổi chiều ngày hôm nay. Trước mắt các bác là một cặp loa JBL mang mã số MM36 Mark 2. Và nhá, ngày hôm nay em Quyết Auto cũng lên video clip để cũng được nhận một đơn vị của bác khách địa chỉ tại Bắc Giang. Bác đã chốt một combo của hình trị giá 39 triệu đồng bên em Kido. Thì trong ngày mai em Kido sẽ đến lắp một hình cao kê với cặp loa M36 Mark 2. Thì ngày mai em Kido xin phép bác là buổi chiều nay thì em Kido về được một cặp loa JBL M36 mới nha. Dòng loa được đánh giá là dòng loa 3 đường tiếng, được bố trí và sử dụng một bát 40 từ 19 họng 76 và đặc biệt sử dụng một chung 20 côn 21 và sử dụng một tép đầu đạn đó nhá. Cái tép đầu đạn này cho ra đứng tép nó ra là tiếng hót điện rất là hay đúng không ạ. Với cặp loa này thì của bên cơ đồ thì về trong tình trạng đẹp xuất sắc thôi nhá, bao dìm tất cả các tuyến loa từ trong ra ngoài cũng từ ngoài vào trong các bác nhá. Bác ngắm nhìn cái cặp loa rất là mới đúng không ạ, quá mới luôn, mới đến trên 90%, bao từ trung màng bát thôi nhá, nguyên bản tất cả các tuyến loa. Dù là mà xe gì còn nguyên bộ đúng không ạ. Tiếp cho bác cái họng và thiết kế của nó. Đây là họng của nó sử dụng hai đường vào sắt bắp chuối chuyên nghiệp các bác nhá. MM36 Mark 2 Made in núi ra các bác nhá. Được sử dụng bằng lớp nhựa cao cấp, lớp nhựa epoxy anh nhá. Những dòng loa này thì được đánh giá rất là hay và chi tiết sạch sẽ, được sử dụng dòng ba loa tiếng rất là tuyệt vời đúng không ạ. Và em cũng lên review ngắn để có một bác khách ở Bắc Giang đã chốt combo của hình karaoke. Thì ngày mai combo của hình karaoke là sử dụng cặp M36 này. Thì ngày mai em Quyết Đô sẽ đi phối ghép và lắp đặt cho bác. Rất cảm ơn bác đã tin tưởng. Ngày hôm nay thì em Quyết cũng giới thiệu thông báo hàng về cập nhật cho bác Modern Fasum cao cấp tại trung tâm ngày hôm nay. Rất tuyệt vời không? Về sau thì cũng là một cặp loa JBL M36 thì bác khách Bắc Giang đã chốt rồi. Thì ngày hôm nay em Quyết lại về một cặp nữa. Cặp này thì đẹp trên 90% thôi nhá, bao dìm tất cả các tuyến loa từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài tuyệt đẹp luôn. Đấy. Thì bác nào quan tâm những sản phẩm này thì alo cho em Quyết qua số máy 0339062184 nhá, giá cực tốt các bác nhá, giá 21 triệu đồng với cặp loa JBL M36 Mark 2 này. Thì em Quyết bao dìm tất cả các tuyến loa. Bác lắng nghe cái tiếng bát nó ra rất sâu mà, và đặc biệt ra cái chung nó rất sạch sáng, sạch sẽ, bay bổng, trong sáng luôn nhá. Đặc biệt về ca kê nó thì rất là chi tiết, mạnh mẽ, trung thực, rất tuyệt vời đúng không? Combo gửi trị giá 39.500.000, bao chất bao hay cho các bác, rất phí lắp đặt tận nhà, ngoan nhá. Tiếng bát cực mà cực sâu, chi tiết sạch sẽ trung thực. Để em Kido cũng làm một đoạn video ngắn để tiếp thị các bác những sản phẩm cập đến trong ngày hôm nay và những sản phẩm đi mọi nhá. Thì ngày hôm nay em Kido cũng và cũng được đề nghị của bác ở trong Long An và cũng chốt được một cặp loa JBL PRX735, dòng loa được update công suất crowd phía sau các bác nhá, rất tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các khách đã tin tưởng trung tâm và ngày nay thì em Quyết sẽ đóng hàng gửi đi cho bác tất cả các bác. Okay. Quá tuyệt vời, cặp loa đẹp như tranh vẽ đúng không ạ, giá cực tốt, chi tiết sạch sẽ mà bố trí ba đường tiếng thì rất là gọn gẽ, các bác có thể kê kích lên kệ giá nhờ các bác bố trí không gian rất là tuyệt vời luôn. Và đặc biệt thì sử dụng hai lỗ thông hơi phía dưới rất là đẹp. Đấy. Và các bạn nhìn những cái tem JBL, nhớ đến JBL các bạn biết được dòng loa JBL được sản xuất và lắp ráp tại Made in Uira, những thương hiệu rất là lớn các bạn nhá.
Còn bác lên thị trường thì có thể một hãng loa khác nào ăn được JBL về chi tiết và nhà cũng đặc biệt và cao kê. Rất tuyệt vời. Bác nghe chi tiết của những cặp loa JBL M36 là chất sạch sẽ. Đó là những gì mà loa JBL đã giảm những chất của nó, thì các bác cũng ghép dòng đẩy công suất hay chuẩn ra được chi tiết hết thuốc của những dòng loa cao cấp của JBL anh nhé. Và tới nay nữa thì bên em khuyên về những sản phẩm cao cấp nhất và những cặp S giới 815P, những dòng loa được đánh giá liền công suất cực hay anh nhé, cao cấp. Cứ đầu làm đoạn hình ảnh để tiếp thị các bạn nhớ được cái kênh của họ em. Và thứ hai thì em quyết xin một like nữa nhé. Em quyết xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nói chung nghe dòng GB thì các bác cứ nghe cả ngày không chán luôn. Đấy, được đẹp và da rất là mịn, bày sạch sẽ, trung thực. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video.